Hỏi rằng thưa sư rằng nếu mình dành dụm một số tiền mình có thể suốt ngày ở trong nhà mà không phải đi làm, chỉ ở nhà nghe pháp niệm Phật tụng kinh được không, vì ở ngoài xã hội rất mệt mỏi và sinh nhiều phiền não, ngoài đời họ sống bất thiện nhiều quá, không thích ồn ào. Sư cũng thắc mắc là nếu như quý vị có cái suy nghĩ như vậy tại sao quý vị không đi tu? Mà thôi, mỗi người một ý, quý vị muốn ở nhà thì cũng được, nhưng mà tu tại gia thì nhớ giùm sư á, mình phải ly tham ly dục á. Còn dành dụm được một số tiền rồi sau đó, tôi biết có một cô cư sĩ, cái lương của cổ đó, cổ dành dụm cái tiền trong ngân hàng mà cái lợi tức ngân hàng á, đủ cho cổ đi chợ, cho nên là cổ không đi làm, cổ dành toàn bộ thời gian cổ thực hành bát quan trai nha, thực hành bát quan trai và cổ hành thiền, cổ rất là ốm, cổ hành thiền cổ rất là ốm, nhưng mà cổ có thể ngồi một hơi hành thiền, ngồi một hơi từ sáng tới trưa, nhưng mà một khi đã ngồi từ sáng tới trưa như vậy là cổ nhịn ăn luôn một ngày hôm đó, cái khả năng định tâm của cổ rất là đáng kinh ngạc, rất là đáng kinh ngạc. Mà bản thân sư phải dùng cái từ là thán phục ha, thán phục khả năng của cổ. Nhưng chỉ tiếc một chuyện là cổ lại rơi vào tà kiến, nó kẹt vậy đó. Chúng sanh hễ mà có được chút xíu nào họ tà kiến thì chút xíu đó, thành ra cổ đi lệch. Nhưng mà không nói đến cái chuyện đi lệch á, thì cái chuyện mà cổ không có đi làm mà cổ chỉ hưởng cái số tiền từ ngân hàng rồi cổ tu tại gia thì bản thân đó là một cái điều tốt. Chỉ tiếc thôi, tiếc tiếc đi sai đường. Nhưng mà cái cách mà quý vị có một số tiền là quý vị ở nhà rồi tu tập thì nó vẫn là tốt. Rồi.